xin chào các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình hôm nay phiên giao dịch ngày thứ ba ngày 8 tháng 9, năm hai thì chúng ta thấy là về cuối phiên cả ngày hôm nay thì cái thị trường nó giao dịch cũng khá là linh sinh đúng không ạ phái sinh hôm nay thì cũng ăn khá nhiều và chúng ta đánh hai chiều được đúng không? và thị trường cũng tăng giảm rất là mạnh nó nó không có cái cái biên dao động thì nó cũng không hẹp lắm để à, chúng ta ăn cũng khá là tốt thì với cái việc mà thị trường cơ sở hôm nay đặc biệt là cuối phiên chúng ta thấy là các cái cổ phiếu trụ là bị đặc biệt là bị nước ngoài bán rất mạnh bán rất nhiều đúng không ạ? nhưng cái điểm tích cực hôm nay là khi mà thị trường nó điều chỉnh như vậy và cái sự hoảng loạn của nhà đầu tư nó cũng không có quá lớn sau cái cây giảm 13 điểm hôm qua à, phiên ngày hôm nay thì à, về kỹ thuật thì nó cũng là một cây nến rút chân thể không 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 quá xấu nói thẳng là không quá xấu à, và trong nhóm telegram trong nhóm Zalo thì mình có nhận định là là thị trường cố gắng là đóng cửa khoảng 890 điểm thì sẽ đẹp và các cái cổ phiếu đặc biệt là các cổ phiếu lớn cũng có dấu hiệu tăng trở lại đúng không ạ? và gì nữa cái thanh khoản hôm nay giảm là cũng là một cái yếu tố tích cực bởi vì cái lực bán nó nó nó, nó bớt à, nó không có bị hoảng loạn giống như cái phiên ngày hôm hôm trước hôm qua thì phiên ATC bị bán ra rất là quyết liệt đúng không ạ bán rất quyết liệt giảm làm cho cái phiên phiên mà ATC nó không là nó cũng giảm 5 điểm rồi và cái thanh khoản nó được đẩy mạnh lên rất là nhiều hôm nay thanh khoản thấp và tất nhiên là cái áp lực của thị trường lúc này theo mình nghĩ là vẫn cần tức là mình nghĩ ở đây là còn điều chỉnh nhưng mà mình nghĩ là cần cần thiết phải điều chỉnh thêm nữa để mà thị trường có thể là có cái động lực đi lên nó nó vững chắc hơn cũng như là nó có thể là rũ bỏ được những cái nhà đầu tư gọi là yếu bóng vía hơn tất nhiên là với với cái diễn biến thị trường giống như thế này ở đây chúng ta thấy một cái đồ thị như thế này thì đấy chúng ta thấy rõ ràng là thanh khoản hôm nay là không lớn này không đạt bằng trung bình 20 phiên đúng không ạ và gì cái cái cây nến này nó là một cái nến rút chân lên cũng thể hiện một cái thái độ khá là tích cực à, thậm chí là có nhiều lúc là đầu phiên là còn xanh đây đó rồi sau đó lại quay xuống giảm à, nhưng mà với một cái nến lưỡng lự như thế này thì chúng ta vẫn phải tiếp tục chúng ta chờ chúng ta xác nhận tiếp à, một cái điểm tích cực nữa mà về mặt kỹ thuật mà chúng ta cần quan tâm đó là gì cái đường mà 20 nó chuẩn bị tạo cái dấu chữ thập nó cắt lên đường mà 200 ở đây à, đây cũng là một cái dấu hiệu khá là tốt cho thị trường đúng không tức là gì nếu xét về mặt trend xét về mặt xu hướng thì xu hướng vẫn đang là một xu hướng tăng à, còn những nhịp như thế này là những nhịp điều chỉnh à, điều chỉnh điều chỉnh tích cực thôi thì chúng ta cố gắng giống như mình nói là điều chỉnh ở đây mà thanh khoản thấp thì là tốt, à, điều điều chỉnh màn thanh giảm lại mà thanh khoản mạnh như những cây này thì khá là nguy hiểm, đặc biệt là nếu ở những vùng như thế này là chú ý là cái thanh khoản nó tăng dần như thế này và cái thị trường khi nó diễn biến tốt như thế này là cái cái việc mà sử dụng margin của nhà đầu tư là cũng khá nhiều dẫn à, đến, đến là những cây giảm mà giảm mạnh như thế này giảm đột ngột như thế này. À, thì cái áp lực về giải chấp mạch nó cũng cao dẫn đến là cái tâm lý nó bị áp lực thôi chúng ta đầu tư mà nếu chúng ta đầu tư bằng tiền của mình ấy, thì không sao nhưng mà ta sử dụng đòn bẩy chúng ta sử dụng mạch thì chắc chắn là với những cây giảm mạnh như này chúng ta sẽ bị áp lực chúng ta sẽ bị khô margin đúng không thì chúng ta sẽ phải bán giải chấp và cái sự hoảng loạn là chắc chắn nó sẽ xảy ra à, còn nếu tiền của mình không thì không sao à, cố gắng là cái thanh khoản này nó thấp là tốt À, chúng ta nhìn qua thị trường thế giới một chút xíu hôm qua thì chứng khoán Mỹ nghỉ giao dịch à, do là cái ngày độc lập của Mỹ hôm qua thì chứng khoán châu Âu thì bát ngát à, xanh cũng hơn hai phần trăm không sáng nay trong cái 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 bài đăng mình cũng có nói mà các bạn nào theo dõi thị trường vẫn thấy à, tuy nhiên thì đến hiện tại giờ phút này bây giờ là gần 7 giờ rồi thị trường châu Âu cũng đang đỏ lửa hôm qua tăng sau nay giảm gần như là giống vậy rồi cũng có thể là cái tâm lý của nhà đầu tư người ta cũng lo ngại gì người ta lo ngại cái hiệu ứng gì hiệu ứng là bằng gọi là ba phiên liên tiếp tức là gì sợ rằng các cái cổ phiếu công nghệ đây đây không phải là cái sợ nữa mà gì các cái hợp đồng tương lai của chứng khoán Mỹ à, và kể cả các cái cổ phiếu cụ thể mà nó có giao dịch tương lai á, thì nó cũng đã thể hiện ra điều là các cái cổ phiếu công nghệ đặc biệt là Tesla này kia đó là đang có dấu hiệu bị bán bán rất mạnh à, và cũng có những thông tin là Tesla sẽ hình như là không được nằm trong cái S&P 500 nữa à, cái đây cũng là một cái cái thông tin mà làm cho cái cổ phiếu này đang có dấu hiệu bị 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 bán mạnh ha à, bị bán giống như gần như bán bán tháo tất nhiên là từ đầu năm giờ chúng ta thấy là Tesla leo leo dốc rất là mạnh đúng không? rất là quyết liệt và làm cho ông chủ của Tesla thì vươn lên cái thứ hạng tỷ phú của thế giới rồi đấy Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái việc mà đang bán mạnh của cái Tesla này cũng góp phần làm cho thì chúng ta xem cái Dow Jones tương lai cái thầy xem là nó có Dow Jones tương lai hôm nay trong phiên thì xanh nhưng mà giờ rồi giờ đỏ mạnh đó là khả năng là các cái cổ phiếu đấy chúng ta chú ý là các cái cổ phiếu về 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 công nghệ khả năng cũng đang đang bị bán mạnh đúng không ạ đó và hình như thấy cái một số thông tin thì thấy là cổ phiếu Tesla hình như là là sẽ giảm khoảng 25 phần à, trăm so với cái mức mà mà cao nhất mà nó lập được trong cái tháng vừa qua à, thì chúng ta chú ý thêm tức là những cái nhiều người nói là cổ phiếu công nghệ nó được tăng quá mức đặc biệt là gì những cái doanh nghiệp về công nghệ mà cái nền tảng cơ bản của nó hoặc là cái giá trị của doanh nghiệp nó cũng không có quá lớn đúng không ạ đó, đôi khi là chúng ta gọi là cái sự điên rồ của của, của cái khối ngành công nghệ, đôi lúc mà chúng ta không định lượng được, cũng không định giá được, dẫn à, đến là nó cứ việc nó tăng thôi, nó tăng mạnh quá mà đến nỗi tên là họ còn phải để ra cái một cái sản phẩm, một cái cách gọi là chia, chia tách cổ phiếu tức là chia đôi, à, gọi là chia chia làm đôi để nó giảm bớt giá đi để cho người ta có thể đua và người ta mua được. đây thì một cái thông tin chúng ta cũng cần phải chú ý và khi mà thị trường chứng khoán mỹ bị những cái tác động như vậy, ha, châu âu nó cũng phản ánh luôn đây. ngoài ra thì chúng ta thấy là các cái cổ phiếu ở châu âu này cũng đang đang giảm một phần là gì là do những cái lo lắng liên quan đến cái việc Brexit của anh hôm nay là đồng đồng bảng anh giảm giảm khá mạnh à, so với đồng đô la tất nhiên là đồng đô la việc đồng đô la mạnh lên thì cũng 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 đang đang tác động đến giá vàng và giá một số các cái đồng 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 nội tệ khác kể cả đồng euro cũng bắt đầu giảm ngoài ra thì chúng ta thấy là trong tuần này thì ngày mai ngày mùng 10 cơ ngày mai hoặc ngày mai ngày mùng 10 ngày thứ năm thì ngân hàng trung ương châu Âu ECB họ cũng họp bàn về cái cách mà làm sao để cho giảm cái sức mạnh của đồng euro đi, đó, để mà nó có thể tăng sức cạnh tranh đối với đồng đô la cũng như là các cái nền kinh tế khác. Đó, thì chúng ta theo dõi thêm các cái diễn biến này và song song với đó là cũng sẽ có những cuộc họp liên quan đến cái việc Brexit của anh và tất nhiên là khả năng là cái cái thỏa thuận nó nó khá khó, đúng không? Cái giai đoạn hiện tại đang là cái giai đoạn chuyển chuyển tiếp đó, của cái việc mà anh rời khỏi Liên minh châu Âu, khả năng là không có cái thỏa thuận gì. Đó thì lúc này thì anh và Liên minh châu Âu sẽ À, giao, giao giao thương với nhau ha theo cái quy định của tổ chức thương mại thế giới đó thì điều này nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến các cái thâu cái cái, cái, cái thị trường này chúng ta đang thấy là các cái thị trường cũng đang giảm khá nhiều ở thị trường châu Á thì chúng ta thấy hôm nay thì đã hồi phục trở lại rồi phiên ngày hôm qua thì cũng cũng giảm khá mạnh nhưng mà phiên hôm nay hồi phục trở lại đấy thì chúng ta thấy là hôm nay đối với thị trường châu Á thì chứng Nhật cũng tăng 0.8 nóng cửa hơi sớm nhưng anh Úc cũng tăng Trung Quốc thì trong cả phiên thì đỏ nhưng mà cuối phiên nó tăng trở lại À, chúng ta thấy là những cái căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ, đặc biệt là vấn đề về cái cuộc chiến về công nghệ cũng còn đang uh, khá là là nóng trong cái giai đoạn hiện nay cũng làm cho cái tâm lý nhà đầu tư lo lắng đúng không ạ? Đặc biệt là cái hôm qua như cái clip hôm qua mình có nói là cái cổ phiếu của cái công ty uh, SMIC của Mỹ, của Trung Quốc bị Mỹ đưa vào cái gọi là diện cấm vận trong thời gian sắp tới ạ, nó, nó thẳng là đang thông báo cân nhắc đưa vào thôi. À, cũng chưa có gì nhưng mà Trung Quốc cũng phản pháo rồi cũng sẽ có những nhiều cái vấn đề liên quan đến câu chuyện này thì chúng ta theo dõi thêm nhưng mà hôm nay thì tâm lý nhà đầu tư có vẻ hồi phục trở lại Đó. thị trường chứng khoán Trung Quốc là đảo chiều tăng và cuối phiên đấy cả phiên này nó đỏ và cuối phiên nó tăng lại chứng khoán Nhật hôm nay cũng tăng tốt hôm nay thì uh, Nhật điều chỉnh cái dữ liệu cái báo cáo số liệu về GDP cho cái quý 2 vừa rồi oh, quý 2 vừa rồi thì GDP của Nhật là suy giảm khoảng 28,1% À, ước tính trước đó thì nó chỉ giảm khoảng 27,8% thôi, nhưng mà hôm nay thì công bố chính thức về cái số liệu GDP của nó là nó giảm khoảng 28,1% 28, so với cùng kỳ năm ngoái. À, thì đây cũng một cái, cái dữ liệu cũng không tích cực lắm cho cái nền kinh tế lớn thứ ba của thế giới, lớn thứ hai của châu Á. À, nhưng mà thị trường thì họ cũng vẫn, tức là những cái tin tức này thì cái số liệu này là số liệu điều chỉnh thôi, còn trước đó nó đã ra rồi. Hình như cách đây khoảng khoảng một tháng hay gì đó thì mình cũng có nói về vấn đề này rồi. Đúng không? Các thị trường khác cũng đang tạm ổn ở đây. Đó thì chúng ta thấy là cũng cũng bình thường thôi, chờ chờ thêm thôi. Với chứng Mỹ thì đôi lúc là một vài các cổ phiếu hôm trước mình có nói rồi, một vài cổ phiếu công nghệ nó tác động và nó kéo Dow Jones kéo S&P 500 kéo Nasdaq tăng vượt đỉnh liên tục trong cái giai đoạn vừa qua. Đúng không ạ? Thì nhịp này các cái cổ phiếu chính các cái cổ phiếu đó giảm lại. À, thì nó cũng sẽ kéo các cái chỉ số này giảm xuống, đấy là bình thường. Và thậm chí là nó đã quay lại đỉnh rồi. nhưng trước mình nói rồi, Vini của chúng ta là chưa quay lại đỉnh trước dịch nhưng mà đa phần là các cái chỉ số của Mỹ hay là của các nước là nó cũng đã quay thậm chí là vượt lại đỉnh trước dịch nữa rồi đúng không ạ đấy thì chúng ta theo dõi thêm các cái diễn biến như vậy để chúng ta hình dung ra câu chuyện của thị trường rồi quay trở lại với thị trường trong nước thì chúng ta thấy là hôm nay ở đây chúng ta thấy tứ trụ triều đình là nằm trong nhóm giảm điểm nhiều nhất Vinamilk giảm nhiều nhất 1.8 tới xếp thứ hai là Vietcombank xếp thứ ba là Vic, SAP, Vinhom đấy tứ trụ là 4V 4V đều nằm ở đây hết kéo chỉ số giảm và đặc biệt là chúng ta chú ý là khối ngoại bán rất mạnh nhóm này đây Vinamilk tính là khối ngoại bán tới 8 900 ngàn đây đó rồi Vietcombank cũng vậy ha bán khoảng 900 ngàn cổ này vic ha, bán cũng hơn một triệu cổ Vinhome cũng vậy khoảng 800 ngàn cổ ngoài ra còn có các cái trụ khác các cái cổ phiếu lớn khác trong rổ vn 30 cũng bị bán ví dụ Novaland này đó rồi chúng ta thấy là Khang Điền cũng bị bán mạnh này GAT cũng bị bán mạnh này đó thì đó là những cái cổ phiếu rồi thậm chí là đây Masan cũng bị khối ngoại bán mạnh hòa phát cũng vậy hòa phát mua bán thì cũng khá lớn nhưng mà tự trung lại là vẫn là đang bán mạnh hòa phát đó để chúng ta thấy là gần như là các cái trụ lớn hôm nay là khối ngoại bán mạnh rút ròng mạnh ở cái nhóm này đó còn tất nhiên là bản thân cái thị trường hôm nay tăng 1.89 điểm tức là thị trường vẫn giữ được cái sắc xanh đúng không ạ giữ được sắc xanh nhưng mà so với phiên hôm qua thì còn khá là là thấp và gì cái nhịp tăng của thị trường hôm nay á nó do các cái cổ phiếu ngân hàng nhưng cũng không phải là trụ của ngân hàng cũng không phải là về à, mà nó đến từ việc các cái cổ phiếu khác đặc biệt trong nhóm này có vre là kéo chỉ số mạnh này ctg ngoài ra là có vp bank techcombank bidv hd nữa này ngoài ra là chúng ta thấy có hòa phát cũng nâng đỡ chỉ số và đặc biệt là nhóm chứng khoán nhóm chứng khoán hôm nay tăng khá tốt có những cái thông tin liên quan đến cái câu chuyện là khả năng là cái báo cáo kết cả kinh doanh quý quý 3 của nhóm chứng khoán là tích cực. Bởi vì sao chúng ta nhìn nhận vào thị trường thì chúng ta thấy là cái giai đoạn quý 3 đúng không? Quý 3 của thị trường là thị trường chúng ta tăng khá tốt này. Rồi cái thanh khoản của thị trường nó cũng tương đối lớn. Đúng không ạ? Nó cũng tương đối lớn, đặc biệt là trong giai đoạn trước đó tháng từ tháng 5 tháng 6 này. Đó và nó kéo theo những cái thanh khoản lớn như này và thị trường hồi phục tích cực như này. Đúng không ạ? Tất nhiên là gì nữa rồi, chúng ta thấy cái giao dịch của khối ngoại trong cái giai đoạn vừa qua cũng ờ, cái cái khối tự doanh ấy, trong giai đoạn vừa qua cũng khá là tích cực. À, điều đó thể hiện cho là khả năng là là cái lợi nhuận là lợi nhuận của nhóm chứng khoán là sẽ khá ổn. Ngoài ra rồi gì nữa, những cái thông tin về việc tài khoản mở mới, lượng nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường rất là nhiều. Đúng không ạ? Tháng 8 vừa rồi 28.500 gần 28.500 tài khoản mở mới. Đó, những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường giao dịch. À, như vậy là chúng ta thấy là khả năng, ha, tức là những cái thông tin không phải là đồn đoán nữa đâu, và đấy là chúng ta dựa vào những cái yếu tố đó chúng ta phân tích, đó, thì cũng có thể cho thấy là cái nhóm chứng khoán khả năng là là sẽ là cái nhóm cũng sẽ tăng điểm trong thời gian sắp tới, tức là gì? nó kỳ vọng ở câu chuyện kết quả kinh doanh quý 3 là tích cực, đó, thì thì chúng ta theo dõi thêm, này này gần như là tất cả các cái cổ chứng khoán đều tăng hết, SSI hcm, vci, vci mấy này tăng nhiều rồi, đó rồi vn direct cũng tăng, shs, vân vân thì chúng ta theo dõi các cái nhóm cổ phiếu chứng khoán là tăng đó, thế giới di động này tăng tốt này ngoài ra có bất ngờ là FPT sau khi tin mà lãnh đạo bán một số lượng cũng khá lớn cổ phiếu thì cổ phiếu vẫn tăng đúng không ạ đó nhóm ngân hàng cũng quay trở lại là tích cực rồi nhóm ngân hàng thì có việc công banh là yếu nhất là do bị khối ngoại bán khá mạnh ở đây à, có lẽ là, là tháo chạy khỏi việc công banh rồi mà chuyển sang gom các cổ phiếu khác đặc biệt là CTG chúng ta thấy là gần gần đây là được khối ngoại gom khá nhiều hôm nay thì bớt rồi đúng không ạ đây, có HD Bank này, quay lại gom HD Bank này, thấy lực mua vào cũng khá lớn. Đối với nhóm ngân hàng, ngoài ra PLX cũng được khối ngoại gom mua trong cái nhịp này. Đó thì đó tự chung lại là cái diễn biến của thị trường. Thì chúng ta thấy là ở về phần mà độ rộng cũng như là phân bổ dòng tiền thì chúng ta thấy là cái số mã tăng nó vẫn chiếm nhiều hơn. Và cái dòng tiền và cái chiều mua lên nó cũng đang khá là tích cực. Buổi sáng thì cái dòng tiền và cái chiều bán thì nó lớn hơn. Nhưng mà đến phiên chiều thì chúng ta thấy sẽ có một cái, cái lực kéo ngoạn mục đúng không ạ? Và trong nhóm thì chúng ta cũng có nhận định với nhau đúng không? đầu phiên hoặc là phiên sáng nó có thể giảm sâu à, thì là vẫn là cơ hội để chúng ta mua vào à, còn cuối phiên khả năng sẽ kéo lên xanh tất nhiên là xanh như thế này thì cũng chưa chưa nói thẳng là chưa đã cho lắm à, xét về mặt chỉ số thì nó xanh đúng không? nó xanh là bởi vì nó đóng cửa cao hơn cái giá đóng cửa ngày hôm qua thì nó xanh à, nhưng mà về kỹ thuật tức là giá đóng cửa ngày hôm nay vẫn thấp hơn giá mở cửa mặc dù mở cửa nó nằm hơi cao so với cái giá đóng cửa ngày hôm qua đó và cái cái chỉ báo này là khá tốt ở đây thì chúng ta thấy là cái cái nhận định của mình ấy, thì mình vẫn nghĩ là thị trường nên à, nên chăng là cần một chút gì đó gọi là điều chỉnh có thể là không không phải điều chỉnh quá sâu về cái vùng gọi là 870 đâu mà nên điều chỉnh về cái vùng đây đó có thể là 878 này thôi tức là phiên ngày mai với ngày mốt thì đó có thể trong trong tuần này cũng được nên điều chỉnh về đây và tích lũy ở cái vùng này đó, chờ cái m20 nó kéo lên tới trên này rồi nó sẽ có đi thì thì nó 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 sẽ bền hơn, nó sẽ vững hơn cũng như là nó, nó hoàn thành cái sứ mệnh của nó ở cái vô khúc này, thanh khoản khá lớn. Với lại tất nhiên là chúng ta để ý là, để mình bỏ bớt cái này thì cho nó dễ nhìn, à, bỏ bớt đi chúng ta nhìn thấy là gì? Với lại khi mà thị trường nó tăng quá nhiều thì chắc chắn nó cần có những cái sự điều chỉnh, cần có những cái phiên tích lũy, đúng không? Đó, chúng ta thấy khi trường tăng lên tới đây nó cũng bắt đầu điều chỉnh, ở lên tới đây nó cũng có một vài phiên này, thậm chí năm sáu phiên tích lũy đây, Đó, rồi nó đi lên tiếp, đúng không ạ? rồi nó giảm ở đây cũng vậy xuống tới đây đi lên tới đây nó cũng phải tích lũy năm bảy phiên đúng không rồi đi lên tới đây thì nó gặp điều chỉnh thì nó phải về đây có thể tích lũy và ra thì chúng ta cũng có thể so sánh cũng như sự cái sự kỳ vọng chẳng hạn những cái giai đoạn mà từ đáy sau cái đáy dịch nó đi lên chẳng hạn tạm thời chúng ta xét đó là cái đáy của đợt rồi à, nó tăng khoảng 21 21 gần 2, 22 gần 23 phần trăm đúng không thì ngay lập tức nó cũng có sự điều chỉnh trở lại đó đúng không ạ chúng ta thấy tăng rồi thì phải điều chỉnh điều chỉnh khoảng 6,2 phần trăm như vậy là chúng ta so ra là cũng gần bao nhiêu 6 18 hơn gần gần, 30 phần trăm đúng không ạ gần 30 phần trăm đó rồi sau đó nó lại tăng tiếp đúng không ạ điều chỉnh xong thì bắt đầu nó lại có một cái nhịp tăng tiếp theo đó, là từ đây lên tới đây thì nó cũng tầm nhịp tăng này khoảng gần 20 phần trăm đúng không ạ nếu chúng ta tính ngay thì cái đáy này thì nó có thể nó có xa hơn khoảng 20 20 21 phần trăm đúng không ạ và sau khi nó chỉnh nó tăng được 21% như vậy thì nó cũng có một cái nhịp điều chỉnh nữa. Chúng ta tạm tính nó là về cái vùng này đi. À, nó cũng điều chỉnh giảm khoảng 8%, cũng khoảng là khoảng là 30% của cái nhịp tăng, tức là nó cái chỉ số nó hồi về khoảng 30% của cái nhịp tăng trước. Cái nhịp tăng trước rồi nó nó bắt đầu mới lại lên lại. Thì chính cái nhịp này cũng vậy, giả sử chúng ta tính đây là một cái nhịp tăng mới chẳng hạn. Thì nó tăng lên tới vùng trên này thì nó đâu đó đạt khoảng 16 17% đi, 16,2% đó thì có chăng nên chăng là chúng ta cũng cần một cái nhịp điều chỉnh đúng không ít nhất là vài phần trăm 16 thì nó tầm 4 5 phần trăm gì đó khoảng 3 phần trăm đi đúng không về đây tức là khoảng 1 phần 5 đây mấy cái phiên này nó điều chỉnh 1 phần 3 phiên này là 1 phần 4 đúng không? thì đây có thể là chấp nhận điều chỉnh 1 phần 5 rồi có thể nó về tới đây có thể là nó không 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 điều chỉnh sâu tới 1 phần 5 mà nó giả sử như đuôi nến ngày hôm nay là đã điều chỉnh rồi thì nó 2.3 phần trăm so với 16 thì nó khoảng là 1 phần 7 đúng không khoảng 1 phần 7 đó, nhưng mà theo theo mình nghĩ nó nên điều chỉnh về tới cái đây nó vừa là cái vùng vùng đỉnh cũ của nó ở đây này đó thì nó nên là như vậy đó, và nó là khoảng 3 trăm 3 phần trăm 6 16 phần trăm nó khoảng 1 phần 5 tầm tầm như thế thì thì nó đi sẽ tốt hơn chứ còn không không nhất thiết là là phải phải rơi quá sâu về cái vùng mà khoảng 7 870 này ngay cái đường hai cái đường MA nó đang tụ với nhau ở đây đó mà cái vùng này nó cũng tạm thời là khá ổn họ nên chăng một hai phiên nữa giảm về tới đây và cố gắng là thanh khoản thấp thôi À, cũng đừng có bán ồ ạt, đừng có tháo quá. À, chứ còn chúng ta cũng có thể là chúng ta theo dõi diễn biến của chứng chứng khoán Mỹ rồi chúng ta cũng à, lo lắng rồi lo sợ nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng phiên ngày hôm trước chứng khoán Mỹ giảm tới 800 điểm. Đúng không? Thị trường chúng ta vẫn linh xình đây, không có giảm nhiều. Đó, còn phiên hôm qua thì có thể là à, cũng có yếu tố về lo lắng mặc dù là thị trường chứng khoán Mỹ nghỉ đúng không? Chứ thị trường chúng ta vẫn cứ giảm bình thường, cũng đâu có gì phiên người người ta giảm mạnh thì chúng ta lại không giảm khi người ta không giao dịch thì chúng ta lại giảm mạnh thì cái đấy cũng không ảnh hưởng gì nhiều đúng không? chúng ta cũng đừng có quá lo lắng tất nhiên chúng ta nhìn để chúng ta biết cái vĩ mô thị trường nó đang ở đâu nhưng mà cũng không phải là cứ chứng mỹ giảm là mình giảm chứng mỹ tăng là mình tăng đôi lúc đó nó còn đi ngược và thậm chí là đôi khi nhiều khi nhiều bạn bảo thôi chứng mình là đóng cửa trước có khi mỹ nó còn đi theo mình đúng không thấy đấy là cái câu chuyện như vậy để chúng ta hình dung là gì tăng rồi thì sẽ phải có giảm tăng rồi thì phải điều chỉnh đó, trong một cái nhịp tăng thì cần phải điều chỉnh thì mới tăng tích cực được đây là chúng ta thấy nguyên một cái nhịp tăng này đó, nếu chúng ta kéo dài lên tới đây thì nó khá lớn đúng không? Nhưng mà nó cần một cái đoạn điều chỉnh này. Ở đây cũng là một đoạn điều chỉnh. Đúng không ạ? Rồi khi nó rơi nó rơi nó cũng vẫn phải hồi đúng không ạ? nếu chúng ta tính nguyên một cái nhịp giảm từ đây xuống tới cái vùng đáy này. Đúng không? Là nó giảm 13%. Đó thì chúng ta thấy là nó vẫn có những cái nhịp hồi ở đây. Đúng không? Các bạn cũng có thể tính ước lượng được. Đây nó hồi từ vùng này chẳng hạn. Lên tới đây là cũng là bao nhiêu phần trăm? 7% cũng khoảng một nửa. Đúng không ạ? Đó. Thì nó cũng phải có những nhịp hồi chứ đâu phải là là cứ giảm là giảm miết mà lên là lên miết đâu. Đây, chúng ta thấy kể cả cái giai đoạn rơi như thế này, rồi ao à chỗ này vẫn phải điều chỉnh. Sau đó rơi tiếp rồi lại vẫn phải tích lũy hồi lại một chút xíu rồi mới rơi nữa. Đúng không ạ? Rơi lên xong rồi hồi lại rồi lại rơi. Đó thì chúng ta thấy là rơi cũng cần điều chỉnh và tăng cũng cần điều chỉnh thì khả năng mình nghĩ là nên điều chỉnh cho nó tích cực và nó đi với bền. À, còn cứ lên như thế này nó thẳng lên cái nhịp này nó nó tích lũy ở đây thôi. Tức là cái vùng này nó dừng tích lũy chứ không điều chỉnh giảm. Đấy, cho nên là cái đà tăng của lượt này nó hơi thốc Hơi thốc dẫn đến là khi mà nó lên nó chạm lại cái vùng đỉnh cũ là chúng ta thấy cái yếu tố bán chốt khá mạnh à, nó sẽ tạo ra những cây như thế này à, còn như cây ngày hôm nay là đỡ rồi là tạm tạm ổ rồi à, thì chúng ta cùng nhìn nhận như vậy và đánh giá thị trường khả năng nếu nó nó giảm về cái vùng mà 880 này thì chúng ta cũng cứ mạnh dạn chúng ta mua vào thôi à, mua vào đặc biệt là những cổ phiếu gì có những câu chuyện riêng đó ví dụ nhóm chứng khoán kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý ba chẳng hạn đúng không Rồi như hôm qua chúng ta mua một số cổ phiếu của nhóm thủy sản, nhóm diệt may đó, kỳ vọng vào cái evfta thì nó vẫn tích cực. rồi nhóm đầu tư công, đúng không? chúng ta vẫn đang khá ổn, cái SB vẫn đang lên. nhóm mình cũng mua mấy con đó, đúng không? đấy thì thì chúng ta cứ tập trung vào cổ phiếu, cũng không cần quan tâm nhiều đến chỉ số lắm. tất nhiên là chỉ số nó sẽ quyết định nhiều thứ nhưng mà rõ ràng gì, với chỉ số thì các cái trụ mà chi phối chỉ số thì nó đang nằm ở vùng đỏ này và chỉ số vẫn xanh, đúng không? ạ? thì cho nên là câu chuyện lúc này cứ tập trung vào từng cái cổ phiếu cụ thể, nhất là cổ phiếu chúng ta đang nắm, chúng ta đang quan tâm và đang theo dõi nó điều chỉnh là cơ hội chúng ta mua và mua gì mua cho cái kỳ vọng cái kết quả quý ba nó ra tích cực thì nó sẽ tăng lại và chúng ta sẽ có được cái lợi nhuận thế thôi chứ còn cũng không cứ quá chú trọng vào chỉ số nếu chúng ta không đánh chai phái sinh thì chúng ta không chú trọng chỉ số nhiều đâu à, phái sinh thì cái diễn biến chúng ta thấy cây nến dài như thế này à, mà rút hai đầu như thế này thì phái sinh tha hồ bán rồi thì sau một số ý mình chia sẻ trong video hôm nay như vậy chúc các bạn giao dịch hiệu quả xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo